Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay thì mình xếp heo con, thì bây giờ mình đang đợi khách đến để mình xịt sát trùng xe, rồi một tí nữa mình đưa xe vô mình bắt heo con. Rồi sẵn đây thì mình có vài câu hỏi mình hỏi khách là làm cách nào để nuôi heo tăng trọng nhanh, giống như khách chia sẻ hồi đợt rồi là 3 tháng 10 ngày là đàn heo của khách là đạt trọng lượng là 109 kg. Một tí nữa thì mình sẽ hỏi để khách chia sẻ cho các bạn tham khảo xem coi đàn heo này khách bắt của mình. Để chia sẻ, như khách bắt cái đàn heo mình vừa rồi là 2 tháng đó, với cái đàn heo con mà chuẩn bị bắt nè, xem coi là thời gian sắp tới khách có nuôi tăng trọng tốt giống như đàn vừa rồi hay không nha các bạn. Nếu mà các bạn có cần gì thì các bạn cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ cho số điện thoại khách mình, thì các bạn cứ điện trực tiếp các bạn hỏi, thì khách của mình sẽ tư vấn kỹ cho các bạn hơn nha. Rồi xe khách tới luôn các bạn ơi, bây giờ để mình đi gặp khách nha. Rồi khách mình tới rồi các bạn ơi. Hôm nay là anh Bằng bắt heo của mình lần trước á, mình mới vừa giới thiệu video ngắn của mình cho các bạn xem đó. Mới tới anh ơi. Hôm nay tới hẹn rồi. Rồi. Âm lịch. Bữa nay tới sớm nha. À, nhà rồi bắt tay anh. Gần 6 giờ. Dạ. Để vô nhà ngồi chơi chút đi anh, uống nước cái rồi mình đi coi heo bắt heo ha. Rồi. Rồi đẩy cái xe xích tới này một chút đi anh, tặng mình vận chuyển cho nó gần một chút. Xe mình sẽ sát trùng rồi không sao đâu. Trước khi xe khách tới á, là mình đã phun sát trùng xe rồi, nãy giờ khách nghỉ cũng gần một tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình bắt heo con nha. Chào bà con. Bây giờ mình sẽ quay cái đàn heo mà anh Bằng chuẩn bị bắt cho các bạn xem nha. Sáng mình chưa làm vệ sinh chuồng các bạn. Anh Bằng đến sớm thì mình ưu tiên là bắt heo trước rồi mình mới vệ sinh chuồng nha. Đây là cái đàn heo con của mình. Còn đây là cái đàn heo anh Bằng chuẩn bị bắt nè các bạn. Hôm qua là mình cân là cái đàn này dao động là từ 9 đến 11 kg. Đây thêm một đàn này nữa. Mới ban đầu thì anh Bằng dự định là bắt 20 con, nhưng mà bây giờ thì bắt 16 con nha các bạn. Đó. Đây có con này viêm phổi, con này là nhỏ, con này 6,5 kg thôi. Rồi bên đây heo mình chắc có thể là hôm nay hoặc là ngày mai là hai con này đẻ nè. Rồi bây giờ mình tiến hành bắt heo cho anh Bằng nha. Lịch đó, bữa nay nó đẻ 2 con à. Rồi bữa nào nữa đẻ nữa. Bây giờ mình quay tổng thể cho các bạn xem cái bầy heo của mình vừa bắt cho anh Bằng nha. Heo của mình dao động là từ 7 đến 11 kg nha các bạn. Số ký mình có ghi trên lưng, ngày hôm qua hôm nay thì nó hơi lợt rồi, sáng nay thì không có cho ăn nha. Đó, đây là đàn heo của mình, anh Bằng 16 con. Một con là giá là 1 triệu... heo này á thì mình báo giá với anh Bằng á là 8 kg là 1,1 triệu, nhưng anh Bằng cho mình thêm 50 nữa là 8 kg là 1,1 triệu nha, tăng thêm 1 kg là 50 ngàn nha các bạn.
Ở đây thì mình có vài câu hỏi mình hỏi anh Bằng để cho các bạn tham khảo. Như anh Bằng đã bình luận trong những video của mình á, là anh Bằng nuôi là heo mà 3 tháng 10 ngày, heo đạt trọng lượng 109 kg. Anh Bằng có cái bí quyết gì mà để nuôi heo nhanh lớn vậy không? Nhờ anh Bằng chia sẻ để cho các bạn tham khảo. Đây thì cũng chia sẻ với bà con chăn nuôi vừa và nhỏ, chứ còn lớn quá thì mình cũng không dám. Trong ra mình mua heo về thì mình có ăn phối trộn, có ăn thuộc dạng là bán công nghiệp, tức là cám công nghiệp kèm hèm rượu và tấm cháo. Trong ra mình cho ăn rất là sướng, chứ không có phải là mình cho ăn phối trộn là cực đâu. Con heo khi mình mua về mình cho ăn dạng mà ăn nước thì con heo nó sẽ ăn được nhiều hơn, và nó sẽ bóng bẩy con heo và nó mau lớn, nó không bị mất nước con heo. Nên con heo nếu 10 kg thì mình nuôi có thể là trong vòng 3 tháng 10 ngày con heo sẽ đạt tạ. Còn trường hợp như heo 8 kg thì mình phải nuôi lên thêm cả khoảng 5 đến 7 ngày nữa, tức là khoảng 3 tháng 20 ngày mới đạt được trọng lượng khoảng 1 tạ. Trong ra mình nuôi thì chi phí thức ăn rất là so ra với bà con cho ăn thức ăn công nghiệp hoàn toàn thì rất là thấp. Mình chỉ cho ăn mỗi một con là trong vòng chỉ có 6 bao thức ăn thôi là mình đã xuất được chuồng, cộng với 200 ngàn tiền phụ phẩm, tức là tấm và hèm rượu. Và heo của mình thì mình không có cần cho ăn cái loại thức ăn đắt tiền, loại thức ăn rẻ tiền nhất trên thị trường hiện nay, tức là mỗi một bao cám thức ăn công nghiệp là mình sẽ thấp hơn bà con nuôi là khoảng 50 nghìn trên một bao thức ăn công nghiệp. Rồi heo về nuôi rất là khỏe mạnh, tiền thuốc thì nuôi tổng đàn thì mình nuôi mỗi một con khoảng 30 nghìn tiền thuốc hỗ trợ thôi, mình không có hỗ trợ bất kỳ một loại thuốc bổ nào hay là men tỏi hay là dỗ béo gì hết. Nói chung ra bà con nuôi thì bao giờ cũng muốn cho con heo mình cái loại thức ăn tốt nhất và cái gì cũng muốn cho tốt nhất, cho nên mỗi cái thì mỗi thêm chi phí cho mình, cho nên mình nuôi cái gì cũng vậy, giảm thiểu chi phí nhất và con heo đạt được trọng lượng tốt nhất. Cho nên mình nuôi chi phí cho mỗi một con là đạt tạ là tối đa là 2,2 triệu, còn nếu mà đạt một tạ mốt thì cộng phải thêm 310 ngàn nữa mới đạt được tới 1 tạ mốt một con. Thì đây thì cũng nói với bà con thì hôm nay mình vô nguyện mình bắt 16 con này thì mình sẽ hẹn bà con 40 đến 45 ngày nữa thì mình sẽ vô đây mình bắt thêm hơn 20 con nữa, tùy theo heo đẻ có năng suất hay không. Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ cho các bạn biết nha. Rồi, xin chào bà con, chúc bà con chăn nuôi thành công. Rồi, bây giờ anh Bằng buộc lưới che nắng cho heo lại rồi chuẩn bị xuất phát về nha các bạn. Giống như cái clip ngắn mình đã chia sẻ cho các bạn đó, là heo anh Bằng nuôi đến 58 ngày thì heo đạt trọng lượng là trên 60 kg nha. Khoảng 40 ngày nữa thì anh Bằng xuất cái đàn heo đó thì dự kiến là rơi vào tầm 105 đến 110 kg. Nếu mà các bạn muốn tham khảo cái trọng lượng cái đàn heo này á thì các bạn cứ bình luận xuống đi. 2 tháng sau anh Bằng sẽ quay video rồi mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn để các bạn tham khảo nha. Còn đây thì mình cũng nói với bà con luôn, chăn nuôi vừa và nhỏ thuộc hộ gia đình. Nếu bà con nào có muốn mình chia sẻ thì cứ liên hệ với Nguyễn rồi xin số điện thoại của mình, rồi mình sẽ quay điện Zalo cho mình sẽ trực tiếp cho bà con xem mình cho ăn như thế nào và nuôi như thế nào. Rất là đơn giản bà con, mà khỏe, làm được rất là nhiều chuyện khác nữa. Rồi, xin chào. Các bạn có hèm á thì các bạn cho ăn như anh Bằng á thì anh Bằng sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn chăn nuôi được hiệu quả hơn. Rồi, đàn heo lên xe lôi nha. Cái này anh Bằng đi với một phụ xe nữa các bạn. Một mình á thì không lôi được cái xe này đâu, phải hai người. Rồi, bắt đầu anh Bằng chạy xe ra lộ rồi phụ xe lên xe lần về nha. Con chó chạy theo coi, nó coi xe luôn nè. Con chó này nó phá dữ heo lắm các bạn, heo ga là nó đi vòng vòng á,
người ta lại gần heo là nó sủa đó. Nãy giờ la nó mới im ghe đó. Tối ngày nó ở vòng vòng nhà, nó ở trước cửa chuồng heo của mình không à. Nó nằm buổi trưa là với buổi tối là nó nằm trước cửa chuồng heo không đó. Nó giữ heo á. Con thì hôm nay mình vô trong nguyện mình bắt 16 con heo con, thì nói chung ra mình cũng có món quà nhỏ để tặng cho nguyện, để làm khích lệ tinh thần cho nguyện làm ra được nhiều cái clip có ý nghĩa để chia sẻ cho bà con. Dạ em cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn em. Đây là hôm nay mình vô nguyện bắt heo, mình có gửi cho nguyện món quà. Món quà này là loại thuốc này chuyên đặc trị tiêu chảy cho heo con. Tức là cái này là tích lũy kinh nghiệm của mình hồi xưa làm thủy sản, không ít ai biết tới bà con. Còn đây là đôi dép để mang trong chuồng trại chăn nuôi. Còn đây là đôi ổn. Cái này là những vật dụng không thể thiếu trong chăn nuôi heo nha bà con. Đi bắt heo tốn tiền mà còn giờ tốn tiền mua quà nữa các bạn. Cái này là chi ân những cái video mà có ý nghĩa bà con. Dạ cảm ơn anh Bằng rất nhiều nha. Mùa này không có cá lớp đồng gì cho ổng luôn. Rồi cầm vậy. Vậy. À dạ anh. Rồi đây anh cũng cảm ơn món quà của em tặng cho anh nha. Dạ dạ. Rồi. Anh về chào em. Dạ. Chào mấy ba chị. Chạy ra đây. Chơi. Anh Bằng, hai chồng anh Bằng á, thì vô mình cũng mấy lần rồi à, có một cái là đường xa, cách 30 mấy gần 40 cây các bạn. Hai ông này vô rồi ngồi đi là gần 1 tiếng mới tới mình đó. Rồi bây giờ anh Bằng với phụ xe lên xe bắt đầu cho heo về chuồng nha. Rồi xin chào bà con. Hẹn bà con 40 đến 45 ngày nữa sẽ gặp lại. Các bạn nào mà nhà có nấu rượu hèm đó thì muốn cho ăn theo cái quy trình của anh Bằng á, thì các bạn cứ nhắn tin cho mình đi, mình cho số điện thoại anh Bằng. Rồi các bạn gọi điện trực tiếp, anh Bằng sẽ hướng dẫn các bạn nuôi theo cái quy trình đó, heo nhanh lớn nha. Mình mới vừa xức heo xong thì mình vô mình cho đàn nái mình ăn nè các bạn. Vô nó la quá trời la. Thường ngày là khoảng chừng 6 giờ rưỡi 7 giờ là ăn rồi, hôm nay đến 8 giờ mới được ăn. Ở đây thì mình chỉ còn hai bầy heo thịt thôi các bạn. Còn ở đây mình chỉ còn hai bầy heo thịt này thôi. Còn heo con thì mình bán hết rồi. Sáng mình chưa vệ sinh chuồng.